Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 24 Tây, tháng 11 năm 2023. Tại chợ Dầm Cống, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có mở một phiên chợ đêm để bà con mua bán quần áo may sẵn, giày dép các loại giá rất là rẻ nha các bạn. Các bạn đến đây ủng hộ người dân mua bán ở đây nha. Bây giờ để mình quay quang cảnh cho các bạn xem nha. Đây, hiện tại bà con đang dọn ra mua bán rất là nhiều đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, quần áo trẻ em đều có nha các bạn. Đó, xe từng xe đẩy tấp nập không? Đó, bà con đang chuẩn bị dọn ra bán buôn bán nha. Hiện tại bây giờ là 17 giờ chiều nha các bạn, tức là 5 giờ chiều giờ Việt Nam đó. Bà con đang tấp nập dọn ra nè. Đây là chợ Vàm Cống nha, trước công viên chợ Vàm Cống đó. Hai bà con ta dọn hàng ra, treo quần áo rất là nhiều nha, bán giá rất là bình dân, ai cũng có thể mua được hết á. Khoảng một lát nữa đi, trời sắp tối rồi, mình quay cho nhiều cho các bạn xem nha. Bữa nay không mưa đâu, bữa nay sẽ buôn bán được. Mưa đâu, đừng mưa, mưa đâu, để mưa đây được rồi. Đó, quần áo nhiều lắm nha các bạn. Hiện tại cô với chú đang dọn quần áo ra bán nè. Giá quay lên nha, cho ta chạy lên, ta mua cho nhiều nha. Dạ. Chạy chim luôn đi. Cái này là mở thứ 6 hàng tuần luôn đó phải không cô? Ừ. Tại nhà bán đồ nhất này nha mấy chị ơi, lại đây là mua nha. Nó theo bà con người ta vui không? Ở nước ngoài cũng có nữa, bây giờ nước ngoài cũng có. Nước ngoài có, ở Đài Loan có. Bán lại chim nó có sản phẩm rồi. Bây giờ đi có đúng không? Bây giờ lại chim cũng có luôn. Thấy cô chú vui tính không? Ủa cô, như từng gọi nếu mà dọn ra như vậy rồi bị mưa vậy có bị mất phí không cô? Sao ca, cũng có cho con mà đều ít. Dạ hả? Ta không lấy tiền thì mà đều ít. Cũng tội quá. Buôn bán giờ khó khăn quá hả cô? Khó rồi. Chú ở đâu? Dạ, xứ này nè. Ở xứ luôn. Túi trên đây nè, đẩm đi. Nếu mà bán được thẳng thét tới tối dọn dẹp vô luôn là bao nhiêu tiền một một lô cô? 50. Dạ hả? Ừ. Mình người bán nhiều người bán ít. Ờ.
Hiện tại người ta đang treo quần áo quần nam, áo thun nam đều có nha. Đó, hiện tại ông anh này đang móc quần áo lên bán nè, 35k. Đó, 35k, cái gì cũng 35k, rất là rẻ. Đây là phương tiện các bà con dọn chợ bán nè, xe ba gác. Đây, quần áo trẻ em người lớn đều có nha. Bà con nên tới đây ủng hộ nha. Đa phần là 35k mà, 35k một món, 35k một món đồ đó. Quần áo rất là mới đẹp nha. Trẻ em, nam, nữ đều có. Giày dép đều có nha. Nè, cô đang chọn quần áo ra bán nè, mọi người đến chợ giùm cống ủng hộ nha. Các bạn đến đây nha, mua đồ quần áo nha, rất là rẻ nha, mà đồ mới không à. Đó, quần áo rất là mới nha, đồ mới không à, rất là đẹp nó. Bà con người ta đang dọn ra rất là nhiều nha, tối nay sẽ lên đèn rất là đẹp. Giày dép đều có nha các bạn. Giày dép nón nam, nón nữ, nón trẻ em đều có hết. Rồi đến đây ủng hộ nha bà con. Ngay tại chợ Vàm Cống trước cổng chợ á. Có đồ chơi trẻ em nữa nha các bạn. Đồ chơi trẻ em đây, gian hàng đồ chơi trẻ em rất là nhiều nha. Đầy đủ các món. Ai có con em dẫn đến đây để mua nha, trước chợ Vàm Cống nha, chợ đêm mua để ủng hộ nha. Đây là nồi ơi son chảo, phụ kiện bếp rất là nhiều nha. Chị ấy đang dọn ra nè, thao nồi, thao nhôm, thao nhựa tùm lum hết á. Đến đây ủng hộ bà con đi các bạn. Đây là chị này đang móc quần áo nữ lên. Tại đang móc lên để người ta cho bà con dễ lựa nha. Chị đang móc lên đó. Đó, thấy đẹp không? Quần áo mới mới không à. Đây là gian hàng giày dép nha. Giày dép rất là mới và đẹp nha các bạn. Đó, bà con đang dọn cái đắp nập nha. Nhiều mặt hàng lắm nha. Dép nam đều có, dép nữ đều có nha. Đó. Bà con người ta rất vui vẻ nha. Bên đây là dép nữ nè các bạn. Dép nam, dép nữ đều có nha. Vừa rẻ vừa đẹp vừa xem với chơi ba đôi chân.
dép trẻ em mà. Cô này có bán dép trẻ em nữa, dép nam dép nữ đều có luôn. Ai ưng ý cái gì thì mua cái đó nha. Đó, cô này đang dọn hàng ra nè. Chị này dọn hàng rất là nhiều nha. Đêm nay sẽ quay ban đêm cho các bạn xem, rất là vui. Ban đêm lên đèn rất là đẹp á. Đây, trước mặt chợ Vòng Cống nha các bạn. Bà con đã dọn tập không rất là năng ăn nắp nha. Hiện tại bây giờ có khách vô lai gai để mua rồi nha các bạn. Đó, khách đang vô mua đó, đang lựa dép nha, rất là nhiều nha. Đây là gian hàng. Đây là gian hàng đồ nhựa nha. Thao, nồi, chảo, lọc bàn, tùm lum hết, rổ, các loại rổ luôn. Rất là nhiều nha. Rẻ lắm nha các bạn, rẻ mà bền chắc luôn á. Các bạn đến đây mua nha. Đây là hai chị em người này đang dọn hàng nha. Ở đây đồ trẻ em cũng nhiều, đồ quần áo thun nam cũng nhiều. Áo thun nữ luôn. Đồ nữ cũng nhiều nha. Các bạn ở đây ủng hộ nha các bạn. Và bây giờ trời cũng đã tối rồi nha các bạn. Chợ đêm đã lên đèn rồi nha. Bên đây có một quán cơm tấm 15k một phần, rất là rẻ nha các bạn. Đó, thấy bà con đông vui không? Lên đèn rất là đẹp nha. Một lát mình qua chợ mình quay cho các bạn xem. Đây là mặt chợ Vòng Cống nè. Có xe trà sữa, cà phê tùm lum hết á. Đó. Chợ Vòng Cống về đêm đó, rất là đẹp nha các bạn. Đó, đường đi xuống chợ nông sản đó các bạn. Thì có chị Thúy bán cá viên chiên nè. Đó, chị Thúy bán cá viên chiên đó. Trên đây là cơ. Giờ đã tối rồi nha các bạn. Chợ đêm lá lên đèn rồi nha. Rất là vui nha các bạn. Đây là nón lá. Nón lá rất là đẹp. Chúng tôi
thấy người ta buôn bán được thế người ta rất là mừng nha. Ai lượm cái quạt. Trò chơi trúng thưởng. Quay số nè. Vậy là rồi đó ha. Bà con đang đi chợ rất nhiều nha các bạn. Đông lắm á. Mua 5 gram rồi nhưng mà người ta vẫn bán nha. Thấy chị thì bán được chứ nè. Thấy cái quầy này chị này bán đắt lắm nha. Không biết làm sao chị bán đắt lắm á. Chị bán nhiều hơn ai chứ á. Chị này bán đắt lắm nha. Yeah.
rất là sầm nha các bạn. Lo bông bí mạnh ai nấy rau á. Bông bí là gì đó, mạnh ai nấy rau lên đó. Người ta bán rất đắt nha các bạn. Đang mọi người đang thử đồ rất là nhiều. Cho thử thoải mái nha. 1, 3, 1, 1, 5 ngàn. Đầu ngủ 35 ngàn.